chiều tóc khao cắt vào tai anh. Ok em, anh chào chiều. Sao là chưa la là chiều ơi. Hoài thôi. Nguyễn Khang, hello Thư. Hello. Hello Khang. Em làm gì bạn ơi? Giang Bằng, hello anh Giang. Anh chào Giang. Tôi xem ơi. Chiều tóc nhân viên anh xinh thế. Anh yêu em nhá. Hoài Thuận thích xem anh cắt nhất đấy à? Tại thường coi người ta giấu giấu diếm diếm rất khó chịu. Anh thì nghĩ là em sẽ thoải mái vì cái này nó còn thuộc về kỹ năng nữa. Ôi idol. Ngọc Hồng Kông, theo dõi anh từ lâu, cảm ơn anh đã chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ làm nhiều hơn, sắp tới sẽ nhiều vị mẫu hơn đấy. Đây là những cái dáng tóc ấy mà nó không thể lỗi được. Và nó mang cái chất là thể hiện cái cá tính của người thợ nhiều hơn đấy. Còn những cái mẫu bốp nhân hàn ấy, cái nó yêu cầu cái hàng thì lắm. Những mẫu tóc này thì đây, gọi nhìn này, khi hoàn thiện sau cái hàng thì tự chăm ở nhà được. Đây là một cái chất tóc rất là khó cắt mọi người nhé.
chân tóc này rất là suôn này, chân tóc mọc ngược này. Rồi đây là lần đầu tiên các ông ngắn đây này. Shop bốp hả anh Thiết Nguyễn? Đúng rồi, shop bốp em ạ. Đối với bốp của lòng ngắn gọi là shop bốp em ạ. Thiết Nguyễn, anh cách kiểu gì mà nó nét vậy? Trong cái tóc này nó có rất nhiều cái mà bạn lưu ý nhé. Cắt đầu tiên là cắt khung này, cắt khung để bạn tạo ra tầng này, ra layer này, ra khối này. Thứ hai ấy, là tỉa để bạn tạo ra gì, bạn làm tạo ra cái không gian cho tóc có sự hoạt động và các hiệu ứng mình mong muốn. Ví dụ như tỉa ấy, nó làm giảm trọng lượng này, tạo ra các thớ bay này, vân vân. Còn đâu về cái viền ấy thì cái đấy là cái viền mà nét hay không là do cái kỹ thuật bấm viền của mình. Đi Nga thôi. Gì? Ai gì? Sang tóc, tiếng Anh toàn là gái xinh không à? Tóc đẹp quá. Ok em. Đúng hướng. Ngọc Hồng Kông, anh có thể chia sẻ cách tẻ bấm đứt cụ thể được không ạ? Hơn không ạ? Kỹ thuật tỉa này là kỹ thuật mà để tạo vân đấy. Khi mà em tỉa chút này, em sẽ không sinh ra tóc con đấy. Thứ hai ấy, là em sẽ không phá đi cái mặt cắt. Khi mà mình tỉa từ thân ra, mình muốn nó chuyển động từ đâu thì mình sẽ tỉa từ đấy. Thứ hai là cái mặt cắt này là cái hình khối mà em xây dựng lên đấy để nó tạo ra khối. Tức là khi mình cắt xong ấy, các cái mặt cắt này nó sẽ tạo ra các hình khối và nó sẽ bền vững nếu như mà mình không phá đi đấy. Còn cái phần không gian bên trong ấy, muốn tóc chuyển động thì em phải tỉa vào bên trong. Tóc có rỗng ở đâu khi nó mình tỉa ấy, nó mình tỉa ở đâu ấy, nó mềm đấy, nó sẽ tự nó chuyển động và tự nó bay. Đấy lý do tại sao mà anh không phải tỉa mặt cắt, vì mặt cắt ấy nó là cái bền, mặt cắt nó là cái bền vững nhá mọi người. Hùng Blue đỉnh, đỉnh quá, đỉnh của chóp. Đẹp mê luôn anh ơi. Anh Hùng nhớ. Ôi lưu ý nhớ, đây là cái mẫu của mình tỉa này. Khi mà tỉa là lúc các bạn hoàn thiện rồi cái mẫu chóp. Nó đẹp hay không, bền hay không là khi bạn tỉa nó phải cho nó sạch rồi. Khi nó sạch rồi thì các bạn sẽ làm được. Nguyễn Thị Phong chuyên gia đây rồi, Sơn chào anh Thư nha.
Anh Trần, em chào thầy. Hello anh Trần, tuần này cắt tóc đẹp lắm anh ơi. Thế anh ạ. Ôi, khi mọi người có đủ kỹ năng thì dù tóc nào cũng được cắt được. Cho nó tóc mọc ngược, tóc cứng hay tóc gì cũng được. Tại vì xử lý chất tóc đẹp ra thì chúng ta vẫn phải thường xuyên phải xử lý những sợi tóc. Có co sợi này, nó nhỏ sợi này, nó chân tóc mọc ngược hay là nó suôn hay nó khô tất cả tóc nó đều cắt được, các bạn cắt đều cắt được các bạn nhé. Còn nó đều ra được cái kiểu tóc mong muốn ấy. Quan trọng là các bạn có phương pháp. Bài cắt thì nó có thể phù hợp vào lúc này lúc khác, nhưng mà phương pháp của nó là gốc. Hùng Mùa Lô, cắt này phê, tạo ra từng thớ luôn, cảm ơn anh. Em đã học được bao nhiêu cái bổ ích, cuối cùng đã tỉa được như anh. Ok, cảm ơn Hùng nhá, hy vọng rằng em có nhiều sản phẩm đẹp nhá. Ngọc Hồng Kông, nên dùng loại kéo như nào để cắt kết hợp tỉa cùng với anh Thư? Kéo em liên hệ với anh Bảo Lam ấy. Em liên hệ với anh Bảo Lam, Facebook của anh chuyên bán đồ kéo hàng hiệu ấy. Cái đấy lên đấy em liên hệ với anh đấy thì anh sẽ tư vấn cho em nhé. Tại vì anh toàn mua kéo đấy thôi. Như con này anh cắt là con Aco như gần 2 triệu sau rồi. Anh cắt 2 năm rồi, con Bảo Lam ấy. Bền lắm. Tại vì người ta bán kéo người ta sẽ tư vấn mình dễ hơn đấy. Chứ anh chỉ là người dùng thôi. Anh Trần, mẫu này học của thầy về làm được nhiều khách ưng thầy ạ. Ok, cảm ơn anh Trần nhá. Thực ra những cái mẫu này thì anh nghĩ là với tóc ngắn ấy, nó rất là dễ chăm. Nhất là khách của mình là những người ví dụ như là đây như bạn này này. Bạn cũng sẽ là bạn cũng là thợ nhưng mà bạn ấy thích. Mọi người lưu ý này, với những người ấy, nhìn này, cái xoáy của họ ấy, nó bị chân tóc mọc ngược ở đây này, mọi người nhìn không? Khi chúng ta cắt chúng ta tạo khối để nó che đi ấy, để đằng sau nó không bị nhìn cái xoáy nữa và nhìn đằng trước này đó thì nó sẽ ra cái kiểu tóc mà nó không bị rất nhiều người ấy, người ta bị những xoáy người ta rất là sợ khi mà để cái xoáy nó bị lộ tóc rồi ấy. Kiểu cắt này ấy, thì cái khối đều rồi trọng lượng đằng sau này ấy, nó che đi cái xoáy nó rất là phồng. Hùng Lu, hi hi anh, chia tóc với chải tóc, hướng đi của tóc quan trọng nhất. Nhiều người không để ý cái đó. Đúng rồi, đấy là những cái tiểu tiết để tạo nên một cái sản phẩm đấy. Nếu chúng ta không để ý được những cái người ấy, chúng ta không tuân thủ với chiều tóc mọc, không hiểu được hiệu ứng đường chi đấy, chúng ta sẽ không tạo được những cái hiệu ứng mà chúng ta mong muốn được. Tại vì rõ ràng cắt tóc là tạo hiệu ứng mà. Chứ chúng ta đâu có thể hiểu được như cái chân tóc mọc ngược mà cắt xong nó hết mọc ngược đâu. Hùng Lu, cắt hoàn thiện xong quan trọng nhất tỉa này đúng không anh? Em còn gì cơ? Cắt hoàn thiện xong quan trọng nhất tỉa này đúng không anh? Đúng rồi ạ. Tỉa là khâu cuối cùng mà em vừa kiểm soát lại những cái mặt cắt của em kiểm tra lại layer độ lặng nhẹ. Ok. Hiếu Ken, em chào anh. Anh chào chuyên gia nhá. Anh chào chuyên gia Hiếu Ken nhá. Hiếu Ken, anh cầm kéo chắc quá anh ạ. Cảm ơn chuyên gia Hiếu Ken nhé.
Hùng và Lu, anh nói đúng đấy. Các bạn lưu ý khi bạn tiếu bạn phải cắt sạch vào, sạch cho nó đẹp rồi. Áo thầy ạ. Tuấn Minh Tuấn, cháo anh mua của ai vậy anh Thư? Anh mua của anh Bảo Lam em ạ. Anh mua có triệu mấy ấy, gần 2 triệu, anh chắc 25 rồi, nó sắt. Nói chung là kéo của anh ấy khá là tốt và chất thép. Kéo này nó đủ độ đẳng đấy. Nguyễn Thành Long, kéo anh cắt tên là gì vậy anh? Aco ạ. Cái kéo này nó đầm lắm, em vừa hơi cắt thì nó lướt rồi, mũi nó tốt lắm. Anh bấm về 2 năm nay rồi, anh thì như vậy thôi. Chung nếu có kỹ năng một chút đấy thì kéo này dùng rất là sướng. Xuống học hỏi anh Thư quá, chưa có cơ hội chứ. Anh cảm ơn Hùng nhớ, anh hy vọng có duyên anh em chia sẻ cùng nhau trong một bài học cưới của anh. Vì năm nay anh chắc là anh cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn đấy. Anh muốn anh em mình có được những kiến thức thực sự tốt đấy, nhắn ra chắc. Nguyễn Thành Long, kéo tên gì về anh, quay cho em xem cái kéo với. À con ạ. 6.0. Anh em lưu ý khi mà anh em tỉa ấy, anh em cứ nhìn làm sao ấy, chỗ nào nó trọng lượng nó dày hay anh em đang muốn nào ấy, anh em tập trung vào anh em làm ấy thì là chỗ nào thực phẩm thôi. Tỉa nó cần sự tỉ mỉ thôi. Tất cả các sản phẩm bây giờ ấy, chúng ta đều ai cũng làm xem trên giống nhau rồi, nhưng quan trọng hơn đấy là cái mà chúng ta với cái sự tỉ mỉ và thận lâu, cái sản phẩm nó tinh tế hơn đấy. Chúng ta càng cẩn thận thì khách hàng càng cảm nhận được mà, đúng không? Anh cắt một cái bào hoa cắt được khoảng gần chục lá thôi nhỉ? Đúng không? Ngô Thế Quyền, đẹp quá anh ơi. Mọi người nhìn thấy cái máy, mọi người tỉa ra này. Bố hiện đại nó sẽ giống với bố Nhật Hàn một chút đấy, là cái máy các bạn xử lý nó mềm đi thôi. Đó. Hùng và Lu, em ở Yên Bái, hẹn anh một ngày gần nhất, mong được anh chỉ giáo thêm nhiều cái hay. Ok em, ở Yên Bái anh có bạn Thúy ấy, bạn ấy cũng làm tốt lắm.
mọi người nhìn đâu đây, kỹ thuật cắt này, cái kỹ thuật cắt lúc mà mình cắt ấy, mọi người nhìn cái xoáy này, nếu bình thường nó hất ra ấy, thì cái xoáy này nó sẽ bị lộ vì chân tóc nó bị mọc ngược ấy. Nhưng cái cách cắt mà các bạn điều hướng thôi ấy, cái tỉa và cái cắt để sao cho cái trọng lượng nó được dồn lên phần đỉnh như này thì nó sẽ che đi cái xoáy ấy, nó tạo độ phồng lên trên ấy, nhìn cái dáng tóc nó sẽ cân đối và nó nhẹ nhàng này, mọi người nhìn này. Hùng Lu, anh Thủy với Đình Giang với Công hả anh? Đúng rồi em ạ. Mọi người nhìn không? Nó sẽ rất tự nhiên này. Khi mà cái hàng ở nhà, cái hàng chơi ấy, thì cái máy này, khi mà chúng ta cắt được cái kỹ thuật này thì cái máy hất bên nào cũng được. Và nó sẽ ra nhiều cái đó. Đây, ví dụ như này ấy, thì nó sẽ có một chút hơi hướng gì đấy nhẹ nhàng của phong cách nhà hàng đấy. Đó. Mọi người nhìn không? Cái máy hất rồi. Thì khi mà hàng chơi ấy, mọi người chơi được hai kiểu khác nhau. Đó. Đây chỉ cắt không thôi nhá, chưa mình chưa bút làm gì đâu. Và lưu ý này, với khách hàng cắt tóc ngắn ấy, thì liên khách hàng có một lọ dầu gội khô hoặc là một lọ vuốt dưỡng dưỡng lết. Những người có ba nơi rồi. Mày đi vào mắt xem. Khi mà gạt những xương đầu, xương khuôn mặt nó xương ấy, nó tròn thì cái đường viền sắc nét này nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn này, nó rõ lại tạo ra khuôn mặt lại hơn nhẹ đó. Ok chào mọi người nhá, chúc mọi người một chiều vui vẻ.